cái giá phải trả để những MC của mình có những khung hình hào nhoáng, lung linh và sáng choang thế này lên ấy, đó là mắt của bọn mình sẽ liên tục phải tiếp xúc với hệ thống đèn công suất lớn ở trong trường quay và chiếu liên tục vào mắt. Cho nên là mắt của mình liên tục bị mỏi mắt, bị nhức mắt, thậm chí là nhiều lúc bị đỏ hoe lên nữa. Mình còn bị cận nữa nên là mắt sẽ không được tốt như là mắt bình thường. Nghe nhiều bạn bè giới thiệu lắm rồi nên là mình quyết định đến với Bệnh viện Mắt Sài Gòn để thăm khám xem sao. Mình tìm hiểu thì bệnh viện có thâm niên tới 20 năm, lại có 15 cơ sở khắp cả nước nên là chắc chắn tin cậy rồi. Hôm đó thì mình có tới với cơ sở Đường Láng. Cơ sở vật chất hiện đại quá, lấy phiếu khám xong là mình được hỗ trợ khám luôn, không phải chờ đợi gì cả. Trời, các bác sĩ khám kỹ lắm luôn ấy. Mình còn bảo là hay thôi anh ơi, được rồi đấy. Nhưng mà bác sĩ nhất quyết là phải khám cực kỳ kỹ càng, từng chút một. Kiểm tra thị lực này, đo độ cận bằng máy móc hiện đại lắm. Sau khi kiểm tra thì bác sĩ có bảo là mình hay bị mỏi mắt là vì làm việc cường độ cao nhiều quá, ít nghỉ ngơi. Và cũng tư vấn cho mình xóa cận bằng công nghệ Smile Pro, một công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Nghe đến công nghệ hiện đại mà còn bảo hết cận nữa thì mình cũng hào hứng đấy. Nhưng mà cái băn khoăn nhất là thời gian mổ rồi hồi phục vẫn là một vấn đề, bởi vì mình cũng khá là bận. Thế là mình được gặp tư vấn trực tiếp với bác sĩ Cẩm Hương, giám đốc chuyên môn của bệnh viện. Sau khi thăm khám, trò chuyện và cũng bày tỏ mong muốn được xóa cận bằng phương pháp Smile Pro ấy, thì mình lại thêm một quả bất ngờ nữa. Vì thời gian thực hiện phẫu thuật chỉ có 10 giây thôi là xong rồi. Trời ơi, thời gian hồi phục lại còn siêu nhanh. Với cái phương pháp Smile Pro ấy thì nó sẽ phục hồi rất là nhanh, ngay sau khi mổ chỉ khoảng kích thích nhẹ trong vòng 2 tiếng và ngay ngày hôm sau là em có thể thực hiện được 10/10 và đạt được cái thể lực bình thường và sinh hoạt bình thường được. Bác sĩ còn bảo sẽ được thực hiện bởi cánh tay robot hiện đại bậc nhất Việt Nam. Được đà lấn tới, thế là mình mạnh dạn xin thử trải nghiệm và tham quan trực tiếp được không? Thì bác sĩ bảo thôi được rồi, chị ưu tiên em lắm luôn đấy, quá đã luôn. Trước khi được vào phòng mổ tham quan thì mình phải thay đồ vô trùng. Đây rồi, cánh tay robot cả chục tỷ mình đang được trực tiếp chạm vào đây này, xịn quá. Đằng sau mình là một con robot cực kỳ hiện đại luôn, nó có tay để có thể di chuyển một cách tự động. Chỉ đúng 10 giây thôi là tia laser được khử bay tới 10 độ cận lận và 5 độ loạn. Mình có hỏi bác sĩ tại sao phải nhanh như thế thì bác sĩ nói là để rút ngắn thời gian, để bệnh nhân bớt lo lắng và căng thẳng, hạn chế đảo mắt làm gián đoạn cái ca phẫu thuật đấy. Đỉnh quá trời. Và cũng thời gian hồi phục cũng cực kỳ nhanh nữa. Mình cũng định tiến hành luôn đấy, nhưng mà thôi, cần sắp xếp thời gian một chút để sẵn sàng được em robot kia phục vụ tận răng luôn. Lúc đầu thì mình chỉ đến bệnh viện để thăm khám thôi, nhưng mà khi mà tới thì bị thuyết phục hoàn toàn. Ở bệnh viện thì sạch sẽ, bác sĩ giỏi, nhiệt tình và công nghệ Smile Pro thì cũng cực kỳ hiện đại và an toàn nữa. Mà mình cũng may mắn khi mà tới với bệnh viện trong dịp mà đang có ưu đãi 50% trong mùa Vision Care xóa cận và mù lớn nhất trong năm. Và đặc biệt là Smile Pro thì cũng giảm đến vài triệu cơ. Còn chần chừ gì mà không tới ngay Bệnh viện Mắt Sài Gòn để có một đôi mắt thật là đẹp, tự tin cho cuộc sống.